Một mẫu xe quốc dân đang được chào bán tại Sanomoto số 1 Kinh Môn. Vâng, mẫu xe Toyota Camry sản xuất năm 2006 và trang bị hộp số tự động 2.4. Vâng, mẫu xe form mới rồi anh chị nhé. Và em đang chào bán chiếc xe tại salon với mức giá là hơn 300 triệu đồng. Quý vị anh chị bạn có nhu cầu sớm chiếc xe về sử dụng gia đình, liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0377665809 nhé. Đấy, một mẫu xe đảm bảo cam kết trực tiếp cho anh chị các bạn xe rất đẹp luôn. Hoàn toàn về sẵn sử dụng, không có đâm sô tai nạn gì. Liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại và có thể kết nối trực tiếp Zalo luôn. Anh chị các bạn ở gần có thể đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Ở bên em có hỗ trợ rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị nhé. Một cái dòng xe thực sự là rất bền bỉ theo thời gian, không bao giờ nghĩ đến việc hỏng hóc khi đang vận hành trên đường cái dòng xe này đâu. Đó, xe quốc dân rồi. Form dáng rất là đẹp anh chị nhé, không lỗi thời theo thời gian. Động cơ 2.4 số tự động, mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe dao động tầm 11 lít trên 100 km hỗn hợp. Trang bị đầy đủ cam lùi nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Gầm thì chiếc xe thì khá chất luôn. Một cái dòng xe thiên về độ an toàn, độ bền, phải nói độ bền cực bền luôn. Và cái đồ thay nó rất nhiều và rẻ anh chị nhá, Toyota mà. Xe không có đâm sô móp méo gì nhá. Đấy, không có đâm sô móp méo gì, tất cả hệ thống tôn của xe, tôn vỏ của xe rất là đẹp. Dòng xe quốc dân, dòng xe công chức. Đấy. Cái dòng này thì anh em chị em phụ nữ đây nếu mà công chức nhà nước sử dụng thực sự nó rất là bền, rất bền bỉ luôn. Và cái dòng này các bác trung tuổi sở hữu cũng rất là ok nhá. Trần nỉ theo xe này. Thì hiện tại Toyota Camry em còn một chiếc 2006, 2008 lên form 2010 và một chiếc 2012 nhập đài 2.0. Rất đẹp luôn, ghế chỉnh điện hai bên, nội thất da theo xe. Anh chị nhá, nội thất da theo xe này. Từ năm 2006 luôn nhá. Vì những cái đối với những cái dòng xe này là cái dòng xe cũng khá là sang rồi. Thì hoàn toàn nó không lo đến cái việc chạy dịch vụ những cái dòng xe này. Đấy, 100% chuẩn chất xe công chức, xe gia đình. À, cốp rất rộng luôn này, hệ thống táp lô này, rất đẹp nhá. Được táp lô rất đẹp luôn. Đó. Màn hình DVD cam lùi đầy đủ trên xe, vô lăng tích hợp. Mức giá rất hấp dẫn anh chị nhá, hơn 300 triệu thôi. Bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Hộp để đồ này, rất rộng này. Đấy, cốp để đồ rất rộng rãi luôn. Anh chị các bạn có nhu cầu Zalo trực tiếp cho em Loan 0376665809. Anh chị các bạn ở trong khu vực phía Nam mà đang quan tâm đến mẫu xe Camry này có thể alo trực tiếp cho em nhé. Em sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cái thủ tục mua bán chốt cọc và hỗ trợ rút hồ sơ vận chuyển cho anh chị luôn. Rất đẹp luôn, phải nói là quá đẹp luôn và hoàn toàn không lỗi nhỏ nhá. Keo chỉ zin. Đây chị này. Cam kết là xe không mất phân keo chỉ nào. Đăng kiểm dài tới tháng 2 năm 2023. Đó, 2006 form mới. Cái dòng xe thực sự nó rất bền luôn. Em sẽ quay cho anh chị các bạn cái hệ thống khoang máy của chiếc xe. Các anh chị nhá, hệ thống máy của chiếc Camry này nó rất là nhẹ, nó rất là êm này, hoàn toàn là máy chưa hạ, trên máy chưa hạ này. Đó, tất cả hệ thống rằng của xe này chị nhá, rằng là rằng cho xe luôn. Đấy, rằng rất đẹp luôn, xe xuất sắc luôn mà với mức giá quá hợp lý. Chỉ capo theo xe, capo không mất phần tiêu chỉ nhá. Đó, cũng như là tất cả các video nào thì em cũng cam kết từ đầu video cho anh chị luôn là không có va chạm vấn đụng gì. Nếu mà xe có lỗi như nào em cũng tả thực tế luôn để anh chị các bạn có nhu cầu và có thể chấp trước những chi tiết đó để có thể mua chiếc xe anh chị nhá. Này, máy nổ rất là êm. Đó,
một chiếc xe Toyota Camry lên form mới 2006, trang bị hộp số tự động 2.4 với cái mức giá còn hơn 300 triệu thôi. Anh chị bạn quan tâm đến chiếc xe thì Zalo trực tiếp cho em Loan là 0976081699 hoặc 0327665809 nhé để sở hữu chiếc xe. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.